Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tô màu cho chú chó trong phim 101 chú chó đốm nha. Con chó này thật ra là đâu màu gì hết. Mình chỉ cần tô lưỡi nó là xong. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người tô màu cho chú chó này nha. Get go. Mọi người hãy xem qua bức tranh đi. Get go. Bây giờ mình sẽ tô lưỡi chú chó này màu đỏ. Ý là đặt đồ vừa thôi. Nhưng mà độ hôm nay có khó không? Ý là vẫn ăn được hả? Ô hôm hôm trước đấu giao lưu là ấy hết rồi à? Mình sẽ tô mấy cái chân của mấy con này bằng màu này nha. Và việc của mình bây giờ chỉ là ngồi chơi xơi nước. Cho đến lúc ăn cơm là cút. Lâu thế nhỉ, tận mấy ngày nữa mà trưa buổi mai bận nhuộm tóc thì tôi vừa dặn đi 1 ngày là còn 3 ngày lâu. Lúc này có hồi hộp không? Quen Có ai dẫn bạn đi không hay là có mỗi mình anh à anh? lúc đánh trở nên hay hơn hoàn toàn. Và mình sẽ tô đến những phần tiếp theo nhé. Không biết tại sao cứ vào giải mình đánh hay hơn á. Như kiểu một thói quen. Tư duy lên một tầm cao mới. Thôi đi bạn ơi. Và tiếp theo mình sẽ tô đến những phần khác nha. Và mình sẽ cùng mọi người tô tiếp nhé. Và tiếp đến là mấy cái lọ cuối cùng mình cũng sẽ xếp nốt vào nha. Và đấy mình sẽ đã được 1 đồng tiền rồi. Game này rất là dễ luôn. Mọi người chỉ cần nắm thóc được vấn đề là ok nha. Cho dù ta đã mất rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau. Và mình sẽ tô màu tiếp nha. Và tiếp đến là À, có những một bộ phần đĩa khác. ấy, tôi dặn nó luôn đó. Đơn này. Sau này lệnh thành công. Nhưng mà nếu mà đánh giao lưu trước như thế thì có sợ lộ hết bài của mình không? Lộ cho nó cũng sao mà vừa nhỉ. Tư duy trên một tầng cao mới. Nhỡ đâu. Và đó, đấy là cách mà mình sẽ xếp đồ vào nha mọi người. Tiếp đấy là những cái bọt biển này nè. Với cả trận độ giao Và lưu của mình đó, nha. trời ơi mình quá đỉnh, gọi là mình chơi game quá đỉnh. Và mình sẽ tô phần khác cho chú Đỉnh chó phong này đỉnh đỉnh. nhé. Thôi, đủ rồi. Tầm 20 bước à? Thế 30 bước. thôi, tô thế thôi. Ngày 30 bước mới đủ. Ý là không cần đâu ý. Ý là càng nhiều canh càng lấy. Nhưng mà kho giờ bây giờ 1 ngày tôi Càng làm mà 30 rồi. càng phải làm càng làm nhiều canh để vào kho mà chứ không lấy Không đâu. đâu, Ít. nhanh lắm. Dễ đánh bột hết. Đấy, bèo cái tự dưng sao còn có 60 cái này. Ừ, của tôi vẫn còn có tí à. Ủa có bao nhiêu? Của tôi còn có 70. Ủa, anh Sắt mới lấy tận 60 video á? Điên à? Anh Sắc lấy nhiều để kho mà. Của tôi anh cũng lấy để kho luôn. Cho vào kho thôi. Mai thấy cắm đầu cứng cho anh lấy những video em ơi. Rồi sao? Thời tới rồi đấy. Và mình sẽ tô đến những cái bước tiếp theo. Mình sẽ tô màu đến những phần khác nha.
Đó, và là đây chính là bức tranh về một trong 101 chú chó đốm mà mình đã vừa tô được. Bây giờ thì mình sẽ tô màu nốt và mình sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nhé. Và mình sẽ tô hết phần chân của con này bằng màu da nha mọi người. Tai bên này mình cũng sẽ tô màu da luôn. Mọi người để ý kỹ thì mới thấy bức tranh của mình nó có sự khác biệt nhé. Và tiếp đến là mình sẽ ấy nha mọi người ơi. Và tiếp đến là những phần khác nha. Và tiếp đến là những phần khác nè. Và bây giờ thì mình sẽ tô đến phần tai con chó nhé. Mọi người hãy theo dõi mình nha.